Thưa quý vị, ngày 8 tháng 8, Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức tổ chức cuộc họp thường kỳ tháng 7 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tháng 7 và lũy kế 7 tháng năm 2023, đồng thời triển khai phương hướng nhiệm vụ 5 tháng cuối năm. Từ đầu năm 2023 đến nay, dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội của huyện Châu Đức vẫn đạt và có nhiều chỉ tiêu tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 1.736 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 2.783 tỷ đồng, tăng hơn 4% so với cùng kỳ. Doanh thu thương mại dịch vụ đạt 5.328 tỷ đồng, tăng hơn 5%. Thu ngân sách đạt 350,5 tỷ đồng, đạt hơn 60% dự toán năm. Lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục y tế, các chế độ chính sách xã hội, an sinh xã hội được quan tâm, giải quyết kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt trên 66%, trong đó vốn ngân sách tỉnh đạt hơn 37%, ngân sách huyện đạt 82,55%. Những tháng cuối năm, huyện Châu Đức tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin. Tại cuộc họp thường kỳ tháng 7, Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức cũng thông qua kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng 30 năm ngày thành lập huyện 15 tháng 8 1994, 15 tháng 8 2024 và hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 3 năm 2023 2025